Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nơi gìn giữ thi hài của Bác Hồ, một công trình mang ý nghĩa văn hóa, chính trị sâu sắc, mà còn là biểu tượng sinh động và cao đẹp của ý Đảng, lòng dân, của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Bởi thế, ngày qua ngày, từng dòng người vẫn nối tiếp nhau vào lăng viếng Bác, đặc biệt là vào những ngày nghỉ, ngày lễ, kỷ niệm ngày sinh và ngày mất của Bác. Mỗi ngày có tới hàng vạn lượt đồng bào và du khách trong ngoài nước tới đây. Chỉ tính riêng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 vừa qua, đã có trên 61.000 lượt người vào lăng viếng Bác kể từ khi lăng mở cửa trở lại sau 2 tháng tạm ngừng đón tiếp để tu bổ. Đến nay cũng đã có trên 110.000 lượt đồng bào và du khách quốc tế tới viếng Bác. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 sắp tới, lượng người dự kiến cũng sẽ tăng cao. Vì vậy, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch chi tiết để công tác đón tiếp được chu đáo. Chúng tôi đã ban hành chỉ thị tổ chức lễ viếng cấp nhà nước và phục vụ đồng bào khách quốc tế, đã phối hợp với các sở ban ngành, rồi quận Ba Đình, rồi các phường và đơn vị đóng quân để tổ chức cái hội nghị phối hợp công tác bảo đảm an ninh an toàn. Thì trong đó thì có tổ chức các cái hiệp đồng với công tác phân luồng giao thông, rồi các cái điểm đỗ xe, tổ chức các cái lực lượng bác sĩ trực để bảo đảm sức khỏe cho đồng bào trong những ngày nắng nóng. Đặc biệt trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Ban Quản lý Lăng cũng sẽ phối hợp với Sở Du lịch thành phố Hà Nội bảo đảm bánh mì, nước uống và sữa để phục vụ đồng bào và khách quốc tế. Với sự chủ động, tích cực, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của Ban Quản lý Lăng và các đơn vị liên quan, đặc biệt sự tận tình của cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng hỗ trợ sẽ góp phần tạo thuận lợi tối đa cho nhân dân và khách quốc tế khi đến lăng viếng Bác, đồng thời để lại những kỷ niệm đẹp và ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người.